Trong một bức ảnh, đôi khi thường xuất hiện những cái chi tiết mà chúng ta không mong muốn. Ví dụ như là một người nào đó bất ngờ đi vào cảnh khi mà chúng ta chụp, hoặc là khi chúng ta chụp các công trình kiến trúc ở trong thành phố, thì một điều rất là bực mình đấy là cái hệ thống dây điện thường xuất hiện và làm rất là xấu những cái bức ảnh của chúng ta. Thế để chúng ta có thể là giữ cho cái cảnh chụp của chúng ta trông nó sẽ sạch sẽ, tinh tươm, không bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố chen ngang bất ngờ đó, thì chúng ta có thể là ngoài cái việc là chọn cái góc chụp làm sao cho ít bị vướng bận nhất bởi các yếu tố đó, thì nếu trong các trường hợp mà không làm sao được nữa thì chúng ta cứ chụp đi, và phần còn lại thì sẽ để cho Photoshop xử lý. Và cụ thể ở đây là chúng ta sẽ hướng dẫn nhau sử dụng cái công cụ rất là đặc biệt là công cụ Healing Brush, Spot Healing Brush, để chúng ta có thể tẩy xóa và loại bỏ tất cả những cái yếu tố không mong muốn đó. Ví dụ như ở trong bức ảnh này thì chúng ta đang nhìn thấy là có một cái công trình kiến trúc cổ khá là đẹp, nhưng mà hiện tại thì chúng ta đang thấy là ở trước mặt công trình thì chúng ta đang bị vướng một số cái đường dây điện đây. Tuy rằng chưa phải là kinh khủng như ở Việt Nam, nhưng mà rõ ràng là nó cũng gây ra một cái không mong muốn. Thế để xử lý cái việc này thì chúng ta sẽ thực hiện cái thao tác như sau. Trước hết là thu nhỏ lại để cho chúng ta có thể quan sát được cái phần mà chúng ta cần xử lý. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm chọn vào công cụ Spot Healing Brush Tool ở trong hộp công cụ. Thế nhưng thay vì là làm việc trực tiếp lên trên lớp ảnh nền thì chúng ta nên tận dụng một cái tính năng, tức là sao chép và dập xóa ở trên một layer khác. Đây, chúng ta sẽ bấm vào cái Create New Layer ở đáy của Layer Panel để chúng ta tạo một cái layer mới trong suốt hoàn toàn, không có điểm ảnh gì cả. Sau đó thì các bạn hãy lưu ý là nhìn lên trên thanh Option và các bạn xem là cái tùy chọn Sample All Layers nó đã được chọn hay chưa. Nếu chưa thì các bạn hãy đánh dấu vào đây. Kế tiếp thì chúng ta sẽ xem cái kiểu mà sẽ được xử lý đã phải là cái phần Content Aware chưa. Nếu chưa thì các bạn cũng bấm chọn cho tôi. Sau đó thì chúng ta bắt đầu là dập xóa các cái phần chi tiết không mong muốn. Ở đây thì chúng ta có một cụm dây điện là đây này, một cái dây điện chạy song song trước mặt nhà và một dây điện cắt ngang mặt nhà luôn. Thì chúng ta sẽ lần lượt xử lý từng cái. Cái đầu tiên là chúng ta tăng cái kích thước đầu công cụ lên một chút, và chúng ta cũng nên để cái công cụ nó một cái biên nó mềm mềm vừa phải, đúng không? Sau đó thì chúng ta có thể là đặt G và xóa vào cái phần búi dây ở đây. Sau khi mà chúng ta di chuột vào đây thì hệ thống sẽ tính toán và dập xóa cho chúng ta cái phần chi tiết ở đó. Thế là đã xong được cái cụm ở đây. Kế tiếp thì chúng ta sẽ cần xử lý cái đoạn dây chạy song song trên mặt nhà. Thì thao tác này thì lại cực kỳ đơn giản. Các bạn sẽ học theo cái mẹo như thế này. Trước hết là các bạn nên điều chỉnh cái đầu công cụ, cái brush size của chúng ta nó nhỏ thôi, nó chỉ cần to hơn cái đường dây mà chúng ta muốn dập xóa một chút. Các bạn có thể bấm vào đây, các bạn xử lý cho nó giảm kích thước xuống, hoặc các bạn có thể là nhấn phím Alt nhé, và đồng thời nhấn giữ phím phải chuột, các bạn thu nhỏ lại cho tôi cho tới khi nào mà nó đảm bảo được là nó gần như là to hơn cái đường dây điện một chút thôi nhé. Bây giờ chúng ta lần đầu tiên là chúng ta click một cái vào đầu này, và sau đó giữ Shift chúng ta click tiếp vào đầu này. Đấy. Hoặc là ngược lại cũng được. Đây, click này, giữ Shift này, click tiếp sang đầu này. Thế thì tự động nó sẽ nối một đường thẳng như thế này, đánh dấu, và nó sẽ phân tích, nó dập xóa cho chúng ta toàn bộ cái đường dây này. Thao tác này thì rõ ràng dễ hơn rất nhiều so với cái việc là chúng ta cố gắng giữ công cụ và di thật thẳng. Thế nếu mà như thế này thì nó hơi bị
Trong trường hợp này thì hơi bị bé quá đúng không? Rồi, ok, chúng ta sẽ làm lại một chút nhé. Có lẽ là cái kích thước công cụ chúng ta để hơi bé. Thì bây giờ chúng ta làm như sau. Đây, to hơn một chút nhé. Click này, Shift này, click. Rồi, và chờ đợi một chút. Chờ hệ thống nó tính toán mà nó sẽ dập xóa cho chúng ta cái chi tiết này đi. Rồi, ok. Như vậy là cái đường dây đã bị dập xóa đi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp cái thao tác ở đây. Công cụ này hơi to quá đúng không? Bây giờ tôi sẽ thu nhỏ lại thêm một tí nữa nhé. Rồi, ok. Chúng ta làm lại như thế, tương tự như vậy. Với cái đầu này thì chúng ta sẽ nhấn Shift này. Chúng ta bấm vào đầu này này. Click này, giữ Shift này và chúng ta bấm tiếp theo đầu này. Nó sẽ tính toán cái vệt ở đằng trước mặt này. Sau đó thì các bạn, như các bạn nhìn thấy là gần như là nó đã hoàn thành. Thế nếu còn một vài cái chỗ nào mà các bạn cảm thấy là nó vẫn còn đang hơi có vấn đề một tí thì các bạn hãy điều chỉnh cái kích thước của đầu công cụ. Sau đó thì hãy di vào và dập xóa nó cho toàn. Kết quả rất nhanh. Chúng ta đã thấy là cái đường dây điện của chúng ta đã được dập xóa một cách rất là nhanh và sạch sẽ. Đấy. Bây giờ thì thay vì là có một cái đường dây điện chạy trước mặt nhà thì chúng ta đã có một cái ảnh chụp rất là sạch sẽ, không bị vướng víu bởi những cái chi tiết lằng nhằng đó rồi. Và hy vọng rằng là cái hướng dẫn này sẽ giúp cho các bạn có được những cái tấm ảnh nó clear, nó sạch sẽ, không bị vướng víu vào những cái phần chi tiết không mong muốn.